Mới đây, đội cảnh sát giao thông Bến Thành thuộc PC08, công an thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ chiếc mô tô màu đỏ biển số 59AA của người mẫu Ngọc Trinh vì không xuất trình được giấy phép lái xe và gắn biển số bị che lấp. Bên cạnh đó, những hình ảnh vừa lái xe vừa biểu diễn xiếc được đăng tải trên các trang mạng xã hội của nữ người mẫu cũng gây nhiều tranh cãi. Có ý kiến cho rằng hành vi buông cả hai tay khi đang lái mô tô của Ngọc Trinh xảy ra trên đoạn đường trong khu đô thị Thủ Thiêm do công ty Đại Quang Minh quản lý, chưa bàn giao cho cơ quan nhà nước nên không có cơ sở xử phạt. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến phản đối rằng đường chưa bàn giao cho nhà nước quản lý vẫn là đường bộ và cơ quan chức năng vẫn có quyền quyết định xử phạt các hành vi vi phạm theo luật giao thông đường bộ. Trên thực tế, nhiều con đường do công ty Đại Quang Minh xây dựng, dù chưa bàn giao cho nhà nước quản lý nhưng đã được nghiệm thu, đưa vào sử dụng. Người tham gia giao thông hàng ngày trên các tuyến đường này cũng không nhỏ. Bên cạnh đó, theo quy định về xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ, các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên lãnh thổ nước Việt Nam đều thuộc đối tượng bị áp dụng quy định để xử lý. Thậm chí, đường đang thi công, chưa đưa vào sử dụng, có biển cấm lưu thông mà người dân đi vào vẫn áp dụng xử phạt theo luật giao thông đường bộ. Ngoài ra, trong trường hợp đường đang thi công, nếu đơn vị thi công không có biện pháp rào chắn, cấm biển báo hiệu thì vẫn bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Hiện, vụ việc của nữ người mẫu Ngọc Trinh vẫn đang tiếp tục được theo sát, làm rõ. Thời gian gần đây, Ngọc Trinh gây chú ý khi liên tục chia sẻ những hình ảnh lái xe mô tô với đủ kiểu tạo dáng, gây tranh cãi vì quá nguy hiểm. Cách đây ít ngày, Vũ Khắc Tiệp cho biết Ngọc Trinh vừa gặp tai nạn sau khi điều khiển xe không đúng tư thế. Trưa ngày 8 tháng 10, Ngọc Trinh đã kể lại vụ té ngã nghiêm trọng. Cụ thể, Ngọc Trinh thực hiện lái mô tô trên đường để quay clip sống ảo. Tuy nhiên, trong lúc đang chạy thì xuất hiện ngã rẽ. Cô không đủ kinh nghiệm xử lý và cũng đang tạo dáng không đúng chuẩn nên gặp tai nạn. Qua đây, Ngọc Trinh cũng gửi thông điệp như là lời cảnh báo đến với những người muốn thử lái mô tô sống ảo, phải trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, đồng thời phải tuân thủ luật giao thông đường bộ.